Mọi người nói gu của người ta ăn nó mặn, nhưng mà riêng tôi thì không nha. Tại vì tôi biết gu nó như thế nào. Gu của nó là kiểu người phụ nữ như chị đấy. Đùa thấy đủ rồi, về đi. Ờ thì tôi về. Coi như tôi chưa nói gì nhá. Ừ. Tôi về. Cảm ơn cậu. Ơ, chị Phương đến rồi, chị Phương. Chị biết tin gì chưa? Tin gì? Tin hot hot luôn, anh Giang sắp lấy vợ. Em nói cái gì cơ? Thì lấy vợ ấy chị. Mà chị biết anh Giang lấy ai không? Bà Mai Anh ấy. Lúc đầu thấy anh Giang cũng có vẻ khó chịu với bà Mai Anh, cứ tưởng bà Mai Anh chỉ tình đơn phương thôi. Nhưng ai mà ngờ. Ơ, chị mệt ạ. Hôm nay em cũng có nghe anh Chí bảo chị ốm. Nếu mà chị mệt thì cứ nghỉ đi. Hồ sơ ở đây để em xử lý cho. Phương, cậu về đi, đừng làm phiền. Tôi đau đấy. Tôi xin lỗi. Chúc mừng cậu. Nếu cần công ty hỗ trợ gì cho đám cưới cứ bảo. Cậu nên tự trọng một chút đi. Nghe tôi nói đã. Nếu không phải chuyện công việc thì tôi không muốn nghe. Còn nếu là chuyện công việc thì bây giờ không phải lúc. Quá rồi không gặp nhỉ. Cháu của bà đẹp trai phong độ đấy. Cháu trai của bà khác xưa rồi. Đây là chị Phương, trợ lý của bà. Tôi làm mọi việc theo yêu cầu của giám đốc giao phó. Tốt nhất hãy tự làm tốt công việc của mình đi. Này, chị có tư cách gì mà chị nói ra ở tôi đấy, hả? Nó
là đứa thông minh, nhưng nó sống quá bản năng. Vậy chị vẫn quyết định để cho Gia An làm giám đốc? Tiếp tục sự nghiệp, đấy là bổn phận và trách nhiệm của cháu. Cháu xin lỗi, cháu có công việc của mình, chứ không phải công việc của bà nhét vào tay cháu. Mà bà có nghĩ rằng việc bà đối xử với cháu nó độc đoán, độc tài thế nào không ạ? Bà không thương lượng, bà chỉ thông báo thôi. Sao chuyện gì chị cũng về ton hót với bà tôi thế nhỉ? Cháu không thể chịu đựng được cái cảm giác suốt ngày bị cậu ta mỉa mai. Tôi thì chán nhìn cái bản mặt của chị rồi. Cháu có biết vì sự ích kỷ của cháu mà cháu biến bao nhiêu người không liên quan thành trò cười không? Cũng vì bà cứ dồn ép cháu. Bà mất tích rồi. Chị ta chỉ là trà xanh thôi. Anh rồi ôi. Ôi. Ông không nhìn à? Nhìn cái gì? Mắt bà cái song song nhìn trời.